rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái chén hành này vô nha, hành tỏi luôn á cho nó thơm. Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Kim Hòa Fashion xin chia sẻ món thịt kho tàu nha. Rồi năm hết Tết đến nha. Chúc mọi người được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Đây. Những đóa hoa mình mua để mà trưng Tết ha. Trên bàn cúng giờ thường ngày rằm mà mình lặt lá hết rồi. Đó cây mai nè, đó hôm nay nó mới nở ra nè, hoa năm cánh đẹp phải không? Cái này là mới rừng nha các bạn. Nhưng mà nó ít nụ quá, nó không phải mai như ngày xưa nụ nhiều ha. Đó, nở rồi cái già cái chiều nó rụng mà. Mai đẹp quá ha. Mai này là nguyên thủy là năm cánh này. Đi tìm cái nụ mà không ra cái nụ. Mới cột không vậy ha? Nó có dính gì đâu cột. Lúc phá hôn nó bị tề hết rồi. Tề sạch sẽ hết rồi. Các bạn hôm nay là mình kho thịt nha các bạn. Kho thịt rồi ngồi nói chuyện với các bạn tâm sự vài điều. Thì kho thịt thì mình phải kho riêng ha. Thì mình phải kho bằng lò than. Hôm nay mình kho cho nó thoáng đó các bạn. Thì kho thịt là mình phải kho lửa riu riu cho nên mình phải nhóm lửa than đó, mình kho cho nó mau đó, nó âm mỹ trong đó nó mau mềm nha các bạn. Đó bây giờ khói hồi xưa đó đâu có lửa điện lửa ga gì đâu, cũng xài than củi không. Đây bây giờ mình phải quạt đã cho nó bay hết cái khói đi là mình mới là bắt đầu mình mới là để cái nồi lên mình kho được các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt vô ha. Thịt này là mình đã luộc, mình bỏ cái nước đầu đi bởi vì cái nước đó nó không có sạch, mình luộc cho nó săn lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô để chuẩn bị mình kho nha. Nước dừa tươi đó các bạn, nước dừa sim á, mình đổ vô đặng mình làm màu cho nó rút hết đi trong cái thịt đó. Đó mình mua một trái dừa, mình lấy cái nước mình đổ vô chút xíu vậy thôi á, để cho nó kẹo lại, nó thịt cái này nó kia tách tách rồi bỏ kia ra một trái đó, một trái dừa đó. Hồi lắm dừa kia là dừa khác nữa để cho nó ra màu ha, màu mới bỏ mắm vô. Cái này nó như vậy hả, để cho cái nước dừa nó rút vô nó tạo cho mình cái màu giống như màu cánh gián vậy, đẹp lắm. Kho than là mình phải canh ra nó riu riu nó mau được lắm á. Rồi đó là cái mình mua thêm dừa mà dừa khô, mà nước dừa khô các bạn, lát nữa mình à người ta đặt ra cho mình đó, dừa khô đó, người ta bán như này nè, mình mua khoảng là mấy lít á, 4 lít, 2, 3, 4 lít đổ vô nó sẽ thấm. Rồi bây giờ khi nước dừa nó rút vô trong miếng thịt đó, đó bây giờ đó, nó có một cái màu cánh gián nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xóc lên nha, cho nó đều á. Cái chén hành này vô nha, hành tỏi luôn á, cho nó thơm.
các bạn ơi, hồi nãy á mình bấm, mình quên mình bấm cái đoạn mà mình chế nước mắm với lại mình nêm tiêu nè, tiêu với bột ngọt với lại đường, ủa không có bỏ đường à, đó thì mình chế khoảng một chén nước mắm cho 4 kg thịt nó, phải không? Quên đi, quên bấm đi các bạn, bởi vì làm clip hả hư quên lắm đó. Thì nó ra cái màu mình xốc lên rồi cái mình nêm xong hoàn toàn rồi mình xốc lên cho nó để đó ha, một lát nữa nó rút hết từ từ vô trong cái thịt đó rồi mình mới là đổ nước dừa vô nha. À, hồi nãy quên bấm cho nên không có cái đoạn chế nước mắm cho các bạn xem ha. Các bạn à, thì bây giờ thịt nó thấm nước mắm rồi, nước mắm cũng gần rút hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước dừa vô nha các bạn. Mà mình đổ mé mé ở phía bên hông, đừng có để cho nó dội quá khi nó bị bọt nha. Mình đổ bên hông nhẹ nhẹ thôi ha. Đó, mình chế hết 4 lít nước dừa. Đó, rồi mình cứ để vậy đi ha các bạn, cho nó sôi ha, nó riu riu hoài ha, đừng rồi cái bình canh đó mình vớt bọt nha. Rồi cái mỡ đó, cái da đó, nó ra cái mỡ đó, mình chế mình ăn mỡ. Bên trên mặt đó làm gì làm ngựa nạt lắm mà sao nó cũng còn có cái mỡ. Đây các bạn, mình vớt cái bọt ở trên rồi, thấy cái nước nó trong lại rồi ha. Đó rồi mình để mình cho nó riu riu để cho nó thấm cho cục thịt ha. Coi cái da nó mỡ nó nổi lên bên chứ mà nạt lắm nè, nhà mình ăn mỡ lắm, ăn nạt lắm. Rồi ngày mai á là mình mua hột vịt mình luộc rồi mình thả vô, ai muốn ăn hột vịt chiên nữa thì luộc xong rồi chiên. Hồi xưa má ưa chiên lắm, bây giờ mình không có chiên nữa, bớt giảm vấn đề mà chiên xào đi, luộc rồi bỏ vô. Đây là nhân viên lột trứng vịt nè các bạn. Sorry chào cả nhà. Nhân viên này năm nào cũng có nhiệm vụ lột trứng vịt hết nha cả nhà. Đó, nãy giờ lột mấy trứng rồi con. Một lát nữa bỏ vô nồi thịt. Lột hột vịt chuyên nghiệp nha, rất là nhanh luôn. Đây nè, củ hành chua nè các bạn. Củ hành mình ngâm giấm đường á, sau khi mình làm sạch rồi đó các bạn. Ăn thịt kho nó phải có củ kiệu chua hoặc là củ hành chua rất là ngon ha. Bởi vậy tới Tết mới được ăn ngộ ghê, bằng ngày thường không có. Ngày thường không chịu làm, để Tết mới làm ăn đó các bạn. Hay cái chỗ đó đó. Đó, bây giờ mình cho vô hũ là mình thắng giấm đường đó các bạn. Cho vô ngọt ngọt đó rồi mình để nguội mình đổ vô thôi. Đó, ngày Tết thì chỉ có mấy món vậy thôi, ăn với bánh tráng rất là ngon. Đó, rồi mình lấy cái này mình cài lại không thôi nó nổi lên trên nó không chua. Rồi thì bây giờ mình đã làm một cái nồi thịt hoàn thành sứ mệnh quan trọng rồi các bạn. Một năm chỉ lãnh trách nhiệm kho một cái nồi thịt này thôi, làm kho nước dừa đó. Bây giờ thì thịt nó cũng đã thấm rồi ha, trứng vịt mình sẽ bỏ vô. Rồi bây giờ mình cứ để riu riu cho trứng nó thấm với lại nước dừa nước mắm đi ha. Nêm nếm nha các bạn, nêm lại có vừa ăn nha. Thêm miếng bột ngọt.
tiêu nữa, phải có tiêu nó mới thơm ha. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hồi nãy mình đã chào tạm biệt rồi, bây giờ mình tiếp tục mình chào tiếp, mình tạm biệt các bạn nữa. Bởi vì mình sẽ rất cảm ơn các bạn đã chân thành xem video của mình nha. Rồi năm mới xin chúc mọi người vạn sự bình an ha, và sức khỏe. Xin chào tạm biệt, bye bye.